Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê thích đánh cờ bạc di cư trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì quay và chia sẻ cho anh em mới chơi là cách cắm keo cũng như là khoảng cách que bao nhiêu dùng để đánh vạc mùa di cư. Hiện tại ở ngoài miền Bắc thì cái con vạc đang di cư khá là mạnh rồi. Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu mua về cái mẫu keo đánh vạc ở cái thời tiết lạnh như thế này thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn nào về bán vạc ấy thì thời điểm này thì anh em biết rồi. Ở miền Bắc thì đang mưa và gió rất là lạnh. Thì ở đây bàn vạc vạc mồi đấy. Đấy, bàn này thì đánh cả mô cả trên bờ, ở trên cái mặt chuông. Thì về keo này giới thiệu qua cho anh em một chút này. Keo này thì độ bám dính của nó rất là cao. Đấy, anh em có thể thấy nó bám vào tay rất là ác này. Đấy, thời điểm này mà anh em đánh cái loại keo mà chịu nhiệt cao ấy, thì coi như là hỏng. Bởi vì về đêm thời tiết rất là lạnh, keo nó sẽ bị co. Còn anh em sử dụng cái keo A2 này thì ok, đánh đêm rất là tốt, hiệu quả, đem lại cao. Bởi vì tất cả anh em thợ đánh vạc thì đều sử dụng cái mẫu keo A2 của nhà em. Còn khoảng cách que đến que thì nó cũng như con cò thôi. Đấy, các bác cứ cắm, ví dụ cái hàng ngang này, cái hàng ngang cắm đây, từ chân que ngoài đến chân này nó rơi vào tầm khoảng gần 40. Đấy, gần 40 phân. Còn hàng này thì nó tầm khoảng 35 này. Đấy, 35. Đấy, thì anh em cứ cắm làm sao mà nó cứ rơi vào tầm khoảng 35 phân. Đấy, 35 phân cho tới là 40 phân thì nó không thể lọt được. Đấy, thì cắm dọc bờ như thế này. Và que cắm thì con vạc thì kiểu gì nó cũng tạt từ mặt ao vào, nó không xuống thẳng đâu, nó kiểu như con cỏ ấy. Để anh em lưu ý là cắm chích ra rè mép này, chích ra rè mép như thế này. Đấy, chích ra rè mép như thế này thì nó tạt lên thì hai cánh nó sẽ ôm vào que này, nó sẽ nhảy cồ cồ vào hai que đằng sau. Đấy thì nó sẽ dính. Còn ưu điểm đánh vạc keo ở bờ như thế này thì khi nó xuống nó sẽ không ôm nhiều nhựa như là anh em đánh bãi. Đấy, bãi thì nhiều video em quay cho anh em xem, với một con vạc xuống thường thường nó sẽ ôm giờ tầm khoảng 20 que. Đấy, nhưng mà đánh ở đây thì thường thường nó sẽ tầm khoảng 4 đến 5 que trên một con vạc khi nó xuống vào cái chỗ vị trí, ví dụ như tay em chỉ giữa khe này. Còn về mô thì ví dụ cái mô khu vực con vạc mồi nó đang đứng kìa. Đấy thì thường thường là sẽ cắm 6 que. Đấy, 6 que thì ví dụ đàn vạc mà nó xuống, những con vạc lo nó xuống chồng chất lên nhau, thường thường sẽ dính được 2 con cho tới là 3 con trên một mô. Đấy thì anh em đánh cái 6 que. Còn ở mô kia là cắm, cái thứ nhất là cắm phải ghì chắc để con vạc nó xuống nó im. Đấy, nó không dẫy, nó không kêu. Còn ở trên bờ này thì mình có thể là cắm lỏng chân để cho vạc nó ngã. Đấy, ngã nó lủi vào những cái búi, ví dụ như cây lúa cắt rồi này. Đấy thì thường thường nó sẽ lủi vào, nó sẽ dính luôn đây. Đấy, hết cái đợt vạc quẩn đấy, trong đàn đấy mình bắt gọi là hòm hòm rồi thì mình ra bắt thì nó hợp lý hơn. Đấy, còn về bãi đánh vạc thì anh em có thể tham khảo thêm là về cái mẫu lưới tàng hình. Thì ví dụ như bãi này thì cũng có lưới tàng hình đánh quây xung quanh để tránh cái tình trạng vạc nó sót, nó rơi động ra ngoài. Đây là cách đánh triệt đề để đánh bằng keo và lưới. Thì quay và giới thiệu cũng như chia sẻ cho anh em là cách cắm keo dùng để đánh vạc. Đấy thì que này thì anh em lấy cái que 55cm nhé. Que này thì bên nhà em cũng có bán này, nó là que tre. Để đánh vạc thì bắt buộc là phải dùng que tre rồi. Đấy thì anh em tham khảo về bộ que tre dài 55cm và vót tương đối chuẩn. Đấy thì cật để lại 100%. Đấy, nhiều anh em là chơi cái loại que mà người ta chuốt máy ấy, bán theo cân 200 mấy 300 một cân ấy, thì que đấy dùng một lần vứt. Những que này thì anh em dùng thì bảo hành cho anh em là thường thường sẽ được vài vụ. Đấy thì giá tiền của nó thì đắt hơn nhưng mà đánh nó sướng hơn. Đấy, nó có cật. Đấy, có cật nó dẻo, mình ra nhựa rất là dễ. Đấy, mùa này mà ví dụ anh em đánh cái que kia mà anh em ra nhựa là tỷ lệ gãy rất là cao. Còn que này thì anh em cứ giật thoải mái, con vạc xuống độ uốn, độ cứng của nó. Đấy thì nó vừa tầm đẹp để nó giữ lại con vạc. Rồi ok, đấy, một video thì chia sẻ cho anh em về cách cắm que dùng để đánh vạc. Đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.